Xin chào thầy và các bạn, em tên là Lại Dũng Nam, là số sinh viên 1816-1112. Hôm nay em sẽ nói về bài tập 1. Thứ nhất là vi xử lý là gì? Vi xử lý, đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý, là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các transistor thu nhỏ tích hợp trên một vi mạch tích hợp đơn. Câu 2, vi điều khiển là gì? Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một con chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vì điều khiển thực chất là một hệ thống bao gồm vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp, khác với các bộ vi xử lý đa năng dùng trong máy tính, kết hợp với các khối vi ngoại vi như bộ nhớ, các module vào ra, các module biến đổi số xe tương tự và tương tự xe số. Ở máy tính thì các module thường được xây dựng bởi các chip và mặt ngoài. Vi điều khiển thường được dùng để xây dựng ở các hệ thống nhúng. Nó xuất hiện khá nhiều trong các thiết bị điện tử, máy giặt, lò vi sóng, điện thoại, đầu đọc DVD, thiết bị đa phương tiện, di chuyển tự động. Câu 3, các loại kiến trúc bộ nhớ vi xử lý. Có hai loại kiến trúc tập lệnh là CISC và RISC. Tập lệnh phức tạp CISC có nhiều hướng dẫn chuyên môn, trong số đó chỉ thể hiện hiếm khi được sử dụng trong các chương trình thực tế. Một máy tính tập lệnh RISC đơn giản hóa bộ vi xử lý bằng cách thực hiện hiệu quả các chỉ dẫn được sử dụng thường xuyên trong chương trình, trong khi hoạt động ít phổ biến được thực hiện như thủ tục con có kết quả của họ thêm thời gian thực hiện xử lý bù đắp bằng cách sử dụng không thường xuyên. Câu 4, có hai kiến trúc cơ bản của bộ nhớ vi xử lý là Von Neumann và Hivett. Các vi xử lý đầu tiên sử dụng cấu trúc Von Neumann. Trong cấu trúc Von Neumann, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình được đặt trong một bộ nhớ để xử lý một lệnh từ bộ nhớ hoặc yêu cầu từ input output. Nó nhận được một lệnh thông qua từ bus từ bộ nhớ hoặc input output và đặt vào thanh ghi, xử lý nó trong các thanh ghi. Bộ xử lý có thể lưu kết quả trong bộ nhớ thông qua các bus. Những kiến trúc này có một số nhược điểm: quá chậm, quá trình truyền dữ liệu không đồng thời xảy ra cùng một lúc bởi vì chia sẻ cùng một bus chung. Sau này, cấu trúc Hivett được phát triển. Trong cấu trúc Hivett, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình và các bus được tách biệt với nhau. Ngoài ra còn có hai loại CPU microprogramming và hardware programming. Microprogramming còn chậm khi so sánh với hardware programming. Câu 5, vi xử lý đang được ứng dụng rộng rãi trên các thiết bị điện tử từ bếp nồi cơm điện, lò vi sóng, máy giặt, TV, DVD, âm ly, điện thoại di động, máy ép tóc, máy tạo ẩm, quạt điện tử ô tô, máy tính, xe máy, máy bay, tên lửa hành trình. Đặc điểm chung của những thiết bị này là có nhận lệnh từ người dùng như tăng giảm tốc độ, nhiệt độ, màu sắc, độ sáng để điều khiển các thiết bị hoạt động như ý muốn của con người. Nói cách khác thì những thiết bị này khá thông minh và được thực hiện tự động theo chủ ý con người. Câu thứ 6, ngôn ngữ assembly là gì? Trong lập trình máy tính, ngôn ngữ assembly thường được viết tắt là ASM, là bất kỳ ngôn ngữ lập trình cấp thấp nào có sự tương ứng rất mạnh giữa các tập lệnh trong ngôn ngữ và tập lệnh này mã hóa của kiến trúc. Mỗi một hợp ngữ là dành riêng cho một kiến trúc máy tính cụ thể và đôi khi cho một hệ hoàn. Câu 7, vì sao dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? Vì C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, vận hành gần với phần cứng, nó giống như với ngôn ngữ ASM hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính hiện tại, trong khi assembly chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. Câu 8, giải thích chức năng hoạt động của thanh ghi PC. Trong kiến trúc máy tính, một thanh ghi là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh được sử dụng để tăng tốc độ xử lý của các chương trình máy tính bằng cách cung cấp các truy cập trực tiếp đến các giá trị cần dùng. Chức năng hoạt động của stat là vùng nhớ có cấu trúc LIFO, last in first out, dùng để cất giữ thông tin và sau đó khôi phục lại, thường dùng cho việc thực hiện các chương trình con. Chức năng của thanh ghi status là thanh ghi trạng thái, chứa trạng thái khâu tính toán, alo, trạng thái reset và các bit chọn ban bộ nhớ dữ liệu. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.